sáng ngày 20 tháng 12 năm 2018, nhằm ngày 14 tháng 11 năm Mậu Tuất, tại Việt Nam Quốc Tự, số 224 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ Bồ Tát định kỳ, họp triển khai nhiều công tác Phật sự quan trọng cuối năm 2018 của Phật giáo thành phố. Lễ Bồ Tát được sự quang lâm của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Như Niệm, thành viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hòa Thượng Thích Như Tính, thành viên Hội đồng Chứng minh, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự, Chư Tôn Đức các Ban trị sự Phật giáo các quận huyện đều đồng tham dự. Sau khóa lễ Bồ Tát, Ban trị sự Phật giáo thành phố đã có cuộc họp triển khai nhiều công tác Phật sự quan trọng của Phật giáo thành phố dịp cuối năm nhằm kiện toàn cho sự kiện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của Ban trị sự Phật giáo thành phố. Phần kế tiếp, Hòa Thượng cũng đã thống nhất và chỉ đạo lễ tưởng niệm lần thứ 46 ngày viên tịch của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Khoa và hiệp kỵ Chư Tôn Thiền Đức Tiền Bối Hữu Công cũng như các vị thánh tự đạo tăng ni và Phật tử năm 1963, những người đã có công trong giáo hội ở các thời kỳ. Và buổi lễ tưởng niệm chính thức được tổ chức vào ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Tuất cùng tại Hội trường Việt Nam Quốc Tự. Tiếp theo, chúng con như thông lệ các mùa xuân trước, chúng con có dự thảo về kế hoạch để mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019 năm nay. Ở văn phòng chúng con sẽ có dự thảo chính thức và chi tiết về việc tổ chức đoàn Phật giáo thành phố đi thăm và chúc xuân quý tôn đức giáo phẩm trong hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, trú sứ tại thành phố cũng như là chư tôn đức giáo phẩm trong ban chứng minh của ban trị sự Phật giáo thành phố và các vị thường trực của Phật giáo 24 quận huyện, lãnh đạo của các cơ quan chính quyền thành phố cũng như là quận 10, quận Tân Bình và quận Bình Chánh sở tại. Do Giáo hội Phật giáo thành phố chúng ta có 3 cơ sở chính thức: Việt Nam Quốc Tự hiện tại trú xứ tại quận 10, chùa Phổ Quang trú xứ tại quận Tân Bình và Bát Bộ Phật Đài trú xứ tại quận Bình Chánh. Do vậy, 3 địa phương này có tầm quan trọng đối với Phật giáo thành phố chúng ta. Và đồng thời chúng con cũng sẽ lên kế hoạch để có lịch trực tết tại trụ sở Việt Nam Quốc Tự nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019 và kế hoạch Pháp hội Dược sư đầu năm 2019, đó là xuân Kỷ Hợi, hoạt động từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo thành phố và các ban chuyên ngành cũng như là ban trị sự Phật giáo hạng 4 quận huyện nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019. Các chương trình cụ thể và chi tiết chúng con sẽ trình vào phiên họp thường trực vào sáng thứ hai tới, sau đó xin được thông qua và công bố trước đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại cuộc họp, nhiều vấn đề trọng tâm đã được trao đổi như lễ tưởng niệm lần thứ 46 ngày viên tịch Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa và hiệp kỵ Chư Tôn Thiền Đức Tiền Bối Hữu Công, kế hoạch viếng thăm, chúc Tết Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tại thành phố, Pháp hội Dược sư đầu năm Kỷ Hợi và công tác từ thiện dịp cuối năm. Phát biểu tại cuộc họp, Hòa Thượng Thích Trí Quảng, trưởng ban trị sự chỉ đạo nhiều vấn đề trọng tâm và quan trọng. Hòa Thượng cũng mong mỏi Chư Tôn Đức chung tay đồng hành cùng Phật giáo thành phố để hoàn thành nhiều Phật sự đã đề ra, đồng thời kêu gọi các tự viện trên địa bàn thành phố chung tay cùng Mặt trận Tổ quốc, các cấp chăm lo cho công tác từ thiện cho đồng bào khó khăn tại địa phương, an tâm vui Tết. Ở trong cái chuẩn bị mà cho một cái tổng kết cuối năm ấy, thì cái việc thứ nhất tôi đề nghị tất cả các vị mà lãnh đạo ban trị sự 24 quận huyện, chúng ta nên làm lễ tổng kết trước cái ngày 14 tháng Chạp, tức là cái ngày mà tổng kết của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Tức là các quận huyện nên làm lễ tổng kết trước. Và trong đó, nếu có những nhân tố tích cực nào mà chúng ta cần Thành hội biểu dương vào trong cái hội nghị tổng kết cuối năm của Thành hội, thì xin các ban trị sự chúng ta cũng đề bạt lên để Thành hội nghiên cứu và sẽ có những cái phần mà tuyên dương công đức. Cái việc thứ hai á, là trong cái lúc mà tổ chức tổng kết ở các quận huyện thì các vị nên đề cập đến cái mảng
mà công tác từ thiện xã hội thì đây là cái mảng mà rất là quan trọng. Thì Phật giáo của chúng ta đó, là gắn liền với dân tộc, đồng lao cộng khổ với nhân dân, nhất là nhân dân nghèo. Cho nên phải có cái kế hoạch mà cuối năm các chùa hoặc là ban trị sự quận huyện chúng ta tổ chức cái lễ phát quà từ thiện này. Thì phát ở tại chùa, tức là những đồng bào nghèo chung quanh chùa, hoặc là phát ở tại trụ sở của ban trị sự quận huyện. Thì trong đó nó thêm cái phần đó, là phần thứ hai là tổng kết ở thành hội chúng ta đây. Thì đây chúng ta đã chọn cái ngày 14 tháng Chạp, tức là cái ngày Bồ Tát mà cuối năm của chúng ta. Cho nên lấy cái ngày đó, đó chúng ta làm cái ngày mà tổng kết. Và từ đó, đó thì có thể là phân công cho một số các thành viên ở trong ban trị sự để đi thăm viếng, cúng dường, chúc Tết các vị trưởng lão cũng như là các ban ngành đoàn thể ta. Cho nên mới là chọn cái ngày 14. Và sau đó, đó thì lại có một cái ngày gần, tức là ngày 20 tháng Chạp. Ngày 20 tháng Chạp nó cũng là cái ngày rất quan trọng. Vì cái Việt Nam Quốc tử chúng ta đây đó, mà nó được hình thành như ngày nay thì nó cũng nhờ công đức của các vị tiền nhân ở trong cái mùa pháp nạn năm 63, cái sự hy sinh của các ngài lớn, cho nên chúng ta được thừa kế hôm nay. Do đó mà chúng ta có cái ngày lễ tưởng niệm, ngày lễ tưởng niệm, lấy cái ngày đó là cái ngày mà tưởng niệm của Cố Hòa Thượng Thiện Hoa, là cái vị trụ trì đầu tiên của Việt Nam Quốc tử chúng ta, tức là năm 1964, khi mà bắt đầu xây dựng cái chùa Việt Nam Quốc tử này đó, thì cái trường hợp đó, Hội đồng Viện Hóa Đạo đó, mới cử Hòa Thượng Thiện Hoa là phó viện trưởng kiêm trụ trì cái Việt Nam Quốc tử. Đó là vị trụ trì đầu tiên, mặc dù trong thời gian nó chưa xây dựng được, nhưng mà đã đặt nền móng cho chúng ta xây dựng chùa hôm nay. Cho nên khi mà xây dựng chùa thì đây chúng ta coi như cái ngày lễ quan trọng nhất của thành hội Phật giáo chúng ta và của Việt Nam Quốc tử. Cho nên chúng ta bàn đến vấn đề tổ chức như thế nào đó mà vừa ghi nhận được cái công lao của người trước và cũng nói lên cái tinh thần mà nghĩ tới các bậc tiền nhân của chúng ta hôm nay và làm gương cho các thế hệ đi kế tiếp. Đó là cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Và cái thứ ba nữa đó, là đây đó, quý thầy cũng nên suy nghĩ và sẽ cho ý kiến. Và bây giờ thì chúng ta đã xây dựng được cái tháp mà 13 tầng theo ý muốn của ta, để kỷ niệm cái mùa pháp nạn năm 1963 và sẽ thỉnh cái quả tim của Thượng Quân Đức về an trí ở trên đó. Thì đây là cái hướng mà chúng ta đặt ra và bây giờ cũng coi như là chúng ta sắp hoàn thành rồi. Tức là cơ bản thì tới cuối năm nay chúng ta cố gắng để làm hoàn thành cái tháp đó. Và tới cái mùa Phật đản năm tới cũng là cái ngày mà của Liên Quốc về ngày cái sạch, thì chúng ta sẽ tổ chức khánh thành cái ngôi tháp này. Và nếu được đó, thì chúng ta sẽ xin thỉnh cái quả tim của Hòa Thượng Quang Đức về để cho tăng ni Phật tử chúng ta chiêm bái trong cái ngày lễ cái sạch năm 19 tới này. Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề mà trọng đại mà chúng ta cần phải suy nghĩ và cho ý kiến để thường trực có cái quyết định. Hòa Thượng trưởng ban cũng thống nhất sẽ phát 1.000 phần quà Tết tại Việt Nam Quốc tử, 1.000 phần tại Bát Bửu Phật Đài và 500 phần tại chùa Phổ Quang Tân Bình.
Buổi lễ kết thúc trong tinh thần hoan hỷ và nhất trí cao.